kính chào chúng ta là võ thành nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là chương trình ngày thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 và để bắt đầu thì chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc tiếp xúc của chúng tôi và anh nguyễn phú quý khi mà chúng ta nói rằng là Bắc hàng hiện nay đó thì người ta bắt đầu người ta theo dõi một số những cái tin tức vì lý do sức khỏe của kim jong on nhưng mà người ta lại bàn nhiều về cái người em gái Tức là Kim Vô Dân là người em gái mà đi học chung với lại anh Kim Nhân Ưu Thì người ta bàn nhiều về cái chị đó Thì anh Quý có thể cho biết thêm một lý do tại sao người ta bàn nhiều Và liệu chị đó có trở thành một cái lãnh tụ của đại hàng hay không Dạ thưa anh Quý Xin chào nhân, xin chào quý khán giả của đại VATV và SBTN à, Thưa nhân có hai giả thuyết Thứ nhất đó là những cái cách tiên truyền của đảng Cộng sản là những người độc tài đó Thì khi mà người ta phao tin là người ta bị bệnh đó Để người ta kiếm những người mà hay tham vọng có nhiều tham vọng mà lên nắm quyền để coi những người đó là những người nào để mà người ta trừ đi thì cái cái là cái giả thuyết thứ nhất cái giả thuyết thứ hai theo tình báo của những cái hình ảnh của vệ tinh của uh, quốc tế đó thì uh, người ta đã không thấy ông Kim Jong Un cũng hai tuần nay rồi tại vì ông đã vắng mặt trong cái cuộc lễ lớn nhất của uh, nước Bắc uh, Hàn là cái cuộc lễ mà gọi là Sun Festival có nghĩa là đi uh, cái đại lễ mà nó nói về cái sinh nhật của cái ông nội của ông Kim Jong Un là ông Kim yêu sung đó thì mỗi năm vào khoảng 15 tây tháng 4 thì có cái lễ đại lễ rất rất là lớn nhưng mà ông Kim Jong Un lại vắng mặt thì tin đồn đó là ông đã mổ tim mà mổ tim mà không thành thành ra có thể bị à, à, đang nằm trong coma à, hay là bất tỉnh thì có nhiều tin và nhiều hình ảnh của vệ tinh có cho thấy là có những phái đoàn và bác sĩ từ ở bên à, Trung Quốc qua để mà tới cái à, cái chỗ mà ông à, Kim Jong Un đang nằm à, dưỡng bệnh. Và khi mà người ta bàn về cái vai trò lãnh đạo trong tương lai của Bắc Hàn thì người ta nói về người em gái của ông ông Kim Jong. -un. À, cô Kim Yo Jong đó là người em gái chỉ có 32 tuổi thôi thì trong à, vài năm vừa rồi đó thì cổ cũng có ra mắt à, trong à, quần chúng thì cái cái cổ ra mắt mà lớn nhất đó là cổ đi qua bên dự à, cái tiệc à, giữ cái buổi à, thế vận hội ở tháng 2 năm 2018 thì phải à, ngồi sau lưng của à, tổng thống nam Hàn là Moon Jae-in và ông à, phó tổng thống Mỹ là ông Mike Pence thì có nhiều à, dư luận cho là cổ là cái người mà à, ra nhiều uh, cái, cái điều kiện để cho uh, Bắc Hàn và Mỹ uh, thương lượng với nhau về vấn đề uh, có thể hợp tác trong tương lai và cũng có thể là hợp tác với uh, Nam Hàn trong uh, tương lai để mà nhập lại thành một nước hay là có thể những cái những cái hoạt động kinh tế uh, riêng của hai nước thì cái giả thuyết thứ hai mà nhiều người đang đoán đó là có thể là tại vì ông Kim Jong Un này có thể thân Mỹ. À, có nhiều cái dữ kiện mà người Trung Quốc không thích là tại vì à, Bắc Hàn là cánh tay mặt của à, Trung Quốc để mà đối phó với Nhật Bổn và à, Mỹ thì người à, Đại Hàn nói chung và người Bắc Hàn đã có nhiều mối à, thù đối với người Nhật Bổn à, truyền kiếp thì năm 1910 thì à, Nhật đã đô hộ à, Bắc Hàn à, và Đại Hàn lúc đó là một nước thì đã có hãm hiếp nhiều dân à, à, đại hàng và bắc hàng thì người ta có thể người ta không có muốn uh, nhật với lại uh, bắc hàng uh, nắm tay với nhau thì như thế thì nó không có tiện cho cái cái chính sách biển đông của Trung Quốc thì uh, đi ngược thời gian thì nếu mà nói về uh, chính trị chút xíu đó thì uh, những người mà thân nga thân mỹ thì trung cộng phải diệt thì cái cái chính sách mà nhổ cỏ nhổ tận gốc hay là di tam tộc mà đối với người tàu là nó nó đã nổi tiếng từ mấy ngàn năm nay rồi thì uh, nếu mà nhớ lại hồi xưa thì ông Trần Đại Quang là chủ tịch nước thì cũng uh, mở cửa cho Mỹ đi vào tiếp xúc với uh, chính phủ Mỹ và ông Trump, ông những tổng thống uh, Mỹ lúc đó thì có thể Trung Quốc không có hài lòng lắm là tại vì cái Biển Đông cần sức mạnh của Bắc Hàn để mà đối phó với lại Nam Hàn và Mỹ và Nhật uh, Bổn và khi mà chúng ta nói cái vai trò của người phụ nữ ở các nước Á Châu nhưng mà đặc biệt là những cái nước giống như Nhật Bổn và lại Bắc Hàn thì liệu cái bà này có đi về đâu hay không cái chị chị này có sẽ trở thành một lãnh tụ về vấn đề chính trị được hay không à, Kim Jong à, Kim Yo Jong là cái người phụ nữ trẻ thì theo cái truyền thống của ông Kim Il Sung đó, thì ông làm như một cái hoàng gia là cái người con và người cháu nội tới kế tiếp rồi bây giờ cái người cháu nội nếu mà bị uh, qua đời thì cái người cháu cháu gái có thể đứng lên làm uh, chủ tịch nước nhưng uh, trong quân đội thì cái uh, vấn đề mà trọng nam khinh nữ vẫn còn rất nặng ở bên mấy cái nước a đông thì có thể là quân đội chưa chấp nhận cô uh, kim jong kim yo jong này cái thứ nhất là tại là phụ nữ cái thứ hai là còn quá trẻ nhưng mà đi ngược lại thì ông uh, kim jong un đã là người thừa kế cái, cái chức uh, uh, tổng thống của ông Kim Jong Un là cái Kim Jong Yêu là cái người cha thì lúc đó ông mới có 26 tuổi theo uh, thống kể, theo cái uh, tin tức thì uh, có thể ông là 26 là 24 tùy cái cái, cái tin tức mình uh, mình nhập được thì cái cô này thì có khả năng nhưng mà có khả năng là một việc nhưng mà nó có chấp nhận hay là không thì những cái nước mà như Bắc Hàn hay nước uh, nhược tiểu của những cái cái đảng cộng sản thì thường thường có bàn tay lông lá hay là những cái bàn tay của nga hay là của uh, cộng sản quốc tế nhúng vào như trung quốc thì cái vấn đề chính trị mà nắm quyền là trong nước và ngoài nước nó sẽ ảnh hưởng tới cái cái, cái tương lai của cô uh, kim jo kim jo jong này có tài có khả năng chưa chắc đã được chấp nhận và có một cái khía cạnh đặc biệt nữa là về vấn đề ngoại giao với hoa kỳ ấy, thì khi mà nếu nếu giả thuyết thôi chứ hiện nay thì sức khỏe của Kim Jong Un thì cũng đã tương đối rồi có ra chào bà con có thăm hỏi mấy người ở trong nước của Bắc Hàn rồi nhưng mà nếu đặt cái hoàn cảnh là nếu mà ông này ông mất đi đó thì liệu cái cô này lực của lên của thay thế như vậy đó Kim Jong Un thay thế thì Kim Jong Un có tạo được một cái mối quan hệ về ngoại giao tốt đẹp với lại tổng thống Donald Trump hoặc là cái thành phần nội các của Hoa Kỳ trong những ngày tháng sắp tới hay không nếu mà chuyện đó có thể xảy ra À, Kim uh, Kim Yo Jong này là cái người gọi là tổng trưởng bộ tuyên truyền của uh, nước Bắc Hàn. Thành ra cô này cũng rất là khéo về vấn đề ngoại giao. Tại vì khi mà cổ qua bên um, Thế vận hội của 2018 thì cổ cũng được nhiều người uh, bên đại Hàn yêu uh, mến. Là tại vì cổ rất là mềm dẻo nhưng mà rất là cứng rắn ở phía trong. Thì vấn đề ngoại giao thì có nhiều người nghĩ là cô này sẽ làm được vấn đề ngoại giao nhưng mà cái cái mà mình Đặt cái giả thuyết mà nhiều người à, nói về gọi là chuyên gia về chính trị hay là về chính trường của Bắc Hàn đó, người ta thấy nhiều cái bước đi của ông Kim Jong Un nó không có làm cho Trung Quốc hài lòng lắm. Ví dụ như hồi năm 2018 hồi tháng 4 à, ông à, Kim Jong Un đi gặp ông tổng thống Nam Hàn là Moon Jae In ở à, khu DMZ thì cái đó là nó có vẻ thân thiện quá tại vì Nam Hàn là đồng minh của Mỹ. Rồi tới 2018 tháng 6 thì ông Trump với lại ông Kim Jong-un gặp nhau ở Singapore để mà mở một cái cuộc hội đàm mới để nói vấn đề ban giao trong tương lai. Rồi tháng uh, 4 uh, năm uh, 2019 thì ông uh, Kim Jong-un cũng qua bên Nga để tham khảo với Nga vấn đề này. Thì đại khái thì những cái cuộc gặp của ông Trump đó là 2019 tháng 3 đó là ông Trump đi Việt Nam gặp ông uh, uh, Kim Jong-un. Rồi tháng 6, 2019 thì hai người đó gặp nhau ở DMZ. Thì những cái tiến trình này nó có vẻ um, làm cho Trung Cộng không có uh, hài lòng là tại vì uh, Bắc Hàn là cái đồng minh mà uh, Trung Cộng nắm 100% uh, khống chế để mà xài, để mà làm uh, áp lực trên Biển Đông mà bây giờ lại đi theo Mỹ thì có thể ông bị uh, Trung Cộng uh, thuốc thì cũng như cái vấn đề ông Trần Đại Quang thì hồi xưa thì ông Trần Đại Quang thì cũng thân Mỹ thì cũng có vẻ không có hài lòng cho Trung Quốc lắm những những cái giả thuyết này có thể là đúng cũng có thể là sai nhưng mà trong tương lai sẽ trả lời nhưng mà theo lịch sử đó thì những cái nước nào mà đi ngược lại chính sách của Trung Quốc thì những cái người mà lãnh đạo quốc gia sẽ không có ổn. Xin được cảm ơn quý về cái thời gian của quý dành cho ngày hôm nay. Xin chào nhân, xin chào quý khán giả của Đài VTV và SBTNDC ở kính thưa quý vị chương trình của chúng tôi và anh nguyễn phú quý đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau